Nàng fashion blogger chỉ cho chị em cách lên đồ công sở chuẩn pro, mà vẫn mắc sành điệu chỉ với vài items cơ bản. Khi chọn trang phục đi làm, tính chuyên nghiệp luôn là thứ được đặt lên hàng đầu. Dẫu vậy, nếu chị em miso không khéo, vẻ ngoài nghiêm túc quá dễ thành ra dừ và nhàm chán. Và nếu bạn vẫn còn vụng về trong khoản miso, hãy để nàng fashion blogger tên Jasmine Ricks, chủ nhân của trang Life With Jazz gợi ý một loạt set trang phục công sở trông thật pro, mà chẳng kém phần sành điệu, sang chảnh. Thêm một điều thú vị nữa, bạn sẽ chẳng cần phải sở hữu tủ đồ bạt ngàn món để có thể mặc đẹp, như Jasmine Ricks, chỉ với vài ba items là thừa sức tỏa sáng nơi công sở rồi. Áo sát nách vốn bị coi là item chống chỉ định trốn công sở. Tuy nhiên theo cách lựa chọn của nàng fashion blogger, một chiếc áo ba lỗ với phần cổ kín đáo mà không quá ngốt ngát, mix với chân váy bút chì đen, rồi kết lại bằng một đôi giày cao gót tối giản, vẫn có thể làm nên tổng thể trang phục đủ thanh lịch nhưng không kém phần thời thượng. Nếu trời chuyển dịu mát hoặc bạn thường xuyên ngồi trong không gian có điều hòa mát lạnh, một chiếc áo blazer mỏng khoác ngoài là ý tưởng vô cùng đáng lưu tâm. Bộ đôi áo sơ mi trắng chân váy bút chì không hề nhàm chán chút nào, nếu bạn chọn mẫu chân váy để lộ đầu gối một chút và mở khuỷu áo sâu vừa phải, diện mạo lúc này vẫn ghi điểm thanh lịch nhưng toát lên nét phóng khoáng, thời thượng. Áo blouse cổ nơ buộc sẽ là điểm nhấn thú vị cho cả set đồ. Và với item nổi bật này, bạn chỉ cần mix với quần Âu và giày cao gót tối giản, chuẩn công sở là đẹp mắt, sành điệu chứ không hề nghiêm chỉnh quá hóa nhạt. Cùng một chiếc chân váy, khi mix với áo blouse cổ nơ buộc, nàng fashion blogger đã có được set đồ thật nữ tính và thanh lịch. Còn khi chuyển form sang áo sát nách tối giản, vẻ ngoài bỗng trở nên cá tính, phóng khoáng hơn hẳn nhưng độ thanh lịch vẫn không thể phủ nhận. Bí kíp khi diện váy trên chân váy đứng dáng của chủ nhân trang blog Life With Jazz chính là ưu ái những phiên bản không dài quá đầu gối, nhưng vẫn đủ kín đáo. Lựa chọn này vừa tôn dáng, vừa đảm bảo tính chuyên nghiệp lại giảm bớt vẻ cứng nhắc của style công sở. Bên cạnh đó, chiếc túi xách form dáng oversize, chất liệu có vẻ cứng cáp đã giúp ích rất nhiều trong việc nâng tầm set đồ của nàng blogger, đủ để biết túi xách đóng vai trò quan trọng thế nào đối với style công sở. Nguồn: Life With Jazz. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.